Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của các bệnh nhân để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đề nghị tất cả người dân đến các địa điểm sau: chợ Đồi Cung từ 7 giờ đến 9 giờ các ngày mùng 10 tháng 6 đến 27 tháng 6 năm 2021, khu vực bà Cúc bán thịt, bà Duyên hàng tôm cá, bà Hoa bán trái cây, bà Hảo bán bánh bao, bà Cúc bán chè xanh, bà Long bán đồ phụ, bà Quang bán rau vặt đối diện tạp hóa Hà Thiên. Cửa hàng tạp hóa Bông Dũng, số 83 đường Đội Cung, khối 6 phường Đội Cung thành phố Vinh, từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2021. Liên hệ ngay với trạm y tế xã phường gần nhất để được hỗ trợ, gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, 1900 9095 Bộ Y tế, 02386 555 666 trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờ khai y tế vn hoặc tại ứng dụng ncov từ địa chỉ ncov vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe